Nhức cái đầu, nhức từ cái óc với cái này nè, nó nhức mà hai con mắt cứng ngắc như 10 ngày không ngủ luôn, nhức ôm cái đầu khóc đó. Đừng sợ, có gì đâu sợ. Xuống người ta cũng nói mình có căn rồi cũng bị có người theo. Rồi bắt đầu làm mấy ngày xuống dưới đi lời thầy nào cũng sợ chu mỏ, trời môi, không sợ ai hết trơn. Rồi gặp tôi nãy giờ có trong bụng có hồi hộp không? Trong người hồi hộp không? Hả? Hiện tại đây Lê Hậu và thầy Chung đang có mặt tại thành phố Tây Ninh để giúp cho một chị có bầu 8 tháng và chị đang bị quỷ nhập. Mời mọi người vào trong để xem tình hình như thế nào ạ. 3 năm trước là bắt đầu phát bệnh nên là nhức đầu, nhức cái đầu, nhức từ cái óc với cái này nè, nó nhức mà hai con mắt cứng ngắc như 10 ngày không ngủ luôn, nhức ôm cái đầu khóc đó. Rồi xong rồi cái mới đi về đây trị bệnh thì tự nhiên cái đi về đây cái tưởng bớt, chứ đi thầy thì đi cũng một hai thầy thì thấy nó cũng đi về đây cái ngủ được, mà đi bệnh viện khám thì đi âm ray CT thì không có ra bệnh. Đi bệnh viện Chợ Rẫy, đi bệnh viện thành phố rồi đó mà không bớt, rồi cái thôi tự nó bớt cái ngủ được rồi, nhưng mà lâu lâu nó bị nhức đầu vậy thôi. Nhức đầu ha. Dạ, rồi đi xuống thầy ta coi, ta nói bị thư, bị yếm gì đó, rồi cũng gỡ rồi lâu lâu cũng nhức vậy đó. Rồi mà mình thấy cũng ăn uống bình thường, ngủ nghỉ đi làm bình thường, mập màng hoàng, chỉ có lâu lâu bị nhức đầu thôi. Rồi sau từ lúc lấy chồng có bầu giờ là ngán đó, kiểu như không ăn được, ói không, rồi nhập viện vô bác biển. Có bầu tới tháng thứ tư lại giặt luôn cái bệnh này. Tới giờ bắt đầu phát lên, mệt không? Mệt tao nổi, nhức đầu. Mệt mà nó nói mẹ giờ chắc chết chứ sống nổi, nó chịu không nổi luôn. Rồi bắt đầu mới phát lên. Cái lúc trước đó là bệnh là không có nói chuyện nha. Lúc này giờ bệnh vô nói chuyện, nói cổ quyển, nói ông gì bà ngoại nghe không? Nói sao cô? Nghe, ý là giả lên bà ngoại nói chuyện đồ rồi. Lên xưng gì không? Lên ra là xưng bà ngoại, xưng cậu út. Và cái sao cái xưng bà cô tổ gì á. Xưng gì nữa? Có xưng gì nữa không? Xưng bà cô tổ. Rồi xong rồi mới đi trị với cái gì với này với chị này chuyên ra căng á. Bắt đầu cũng làm quá rồi mấy ngày quần. Chuyên ra căng là ai vậy? Ý là cái bà dì Tư là bà hay ra căng cho mấy người có căng á. Căn của Quyền á, rồi xuống người ta cũng nói mình có căn rồi cũng bị có người theo. Rồi bắt đầu làm mấy ngày xuống dưới đi lời thầy nào cũng sợ chu mỏ, trời môi, không sợ ai hết trơn. Rồi không có nói chuyện, nói 2 ngày là cái lúc trong Tết đó, nói có 2 ngày đó. Rồi lúc bữa hôm xuống nhà bà thầy ra căn riết niệm Phật quá trời. Rồi xong rồi ra cái, tại vì dì Tư đó chỉ coi là nó có căn tổ cô, ra cái nói tổ cô vậy đó, lên nhà đọc kinh cổ Quyền, thờ cổ Quyền lại, rồi lên nói chuyện bữa nữa cổ Quyền nữa, rồi tới nay đúng luôn rồi. Đúng luôn ha. Không nói chuyện, lâu ngồi cái muốn chu cái mỏ chu gì đó. Rồi bắt đầu giật hành hai cái giò như bị giò bẻ vậy đó, quơ về sáng đêm vậy nè. Gì hả? Dạ, rồi cái đầu giật, làm như cái đầu làm như giờ nó cứng sao đâu á. Chị ngủ vô thấy gì không? Giờ ngủ nghe không có được, ngủ đêm chừng vài tiếng à. Ngủ đâu có được, đông thôi, hai mắt ra không buồn ngủ luôn á. Nhưng mình vô mình ráng mình nằm để mình lúc nào mình ngủ quên thì ngủ à. Chứ không buồn ngủ ha. Rồi riết là thầy coi hai mắt đen thui là mấy tháng trời rồi. Hành mà lúc trước trong Tết cái đầu cũng gật vậy này, làm như ai hành mình vậy đó, như ai phạt mình vậy đó. Rồi bây giờ cái đầu nè cứng nè, ngồi nhiều khi không được á, nhiều khi muốn vậy nè, muốn quay gì nè, lắc qua lắc lại cái mình ngồi mình ngáp. Chị bị cái biểu hiện này bao lâu rồi? Cái biểu hiện gật này là từ lúc hôm trong gần Tết phát bệnh tới giờ á. Còn lúc trước thì sao? Lúc trước không có vậy, nó chỉ lúc phát bệnh là nó chỉ nhức đầu, nhức đầu ở đây với hai mắt cứ ngắt ngủ cũng được thôi. Rồi xong rồi về nó tự bớt. Từ lúc có bầu kiểu như yếu, cũng như là không ăn uống được, nhập viện đâu có sức lực gì đâu, bắt đầu là nó giật qua luôn. Hai mắt sao giờ cứ ngắt cái này, không ngủ, không ngủ gì riết, hai mắt giờ quằn đen luôn. Chị gặp mấy người kia chề môi hả? Không có sợ ai hết á. Không sợ tại buột cái mặt vậy. Rồi gặp tôi nãy giờ có trong bụng có hồi hộp không? Trong người hồi hộp không? Mệt. Mệt hả? Thì mệt. Gặp mấy người kia chu mỏ khi dễ mà gặp tôi sao mệt? Mà sao ngồi ngáp lắm, người ta nói mấy người có căng không cổ quyền theo là mới ngáp thôi hả thầy? Không. Mà sao bệnh lạ quá, từ nào vậy ta nói mình thần kinh không? Nhận hỏng à. Cái lúc 4 tháng á sợ động thai không á, càng nói càng dữ, sáng đêm không ngủ luôn. Rồi giờ cái đầu cảm giác như là bây giờ nó nặng rồi, nó nhức cái đầu chị không nổi rồi, bây giờ nó bớt nhất rồi. Uống vô nhẹ. Uống đi. Lấy nước anh. Rồi cái đi bữa đi xuống chỗ dì Tư ra căn ấy, gặp cái chị có căn với cái chị ra căn. Uống đi, chị uống đi. Ra căn gần đó chị căn của tổ cô lên nói nhìn con nói là con bị quan gia trái chủ á, cái 3 đời trước á, giờ người ta theo người ta báo oán á. Dốc. Căng lên nói mà không biết. Giờ là phải trả nghiệp cho người ta vậy đó. Chứ bà không có cách nào giải quyết không? Bà bó tay động kinh niệm Phật. Đi về ngày nào cũng đi lên chùa. Trên đây là tụng kinh không mấy thì tụng kinh nhà đó, nhà có cái chuông với cái mỏ luôn. Tụng luôn, niệm Phật luôn. Niệm Phật mà cũng giật băng. Cái đầu vẫn cứng, cái cổ á sao như nè, làm như mình gặm vậy đó. Niệm được rồi, gặt cái đầu, gặt hoài vậy đó. Rồi tự nó bớt xong rồi hôm nay bị gặt đầu lại nữa rồi đó. Bớt chuyện bữa vậy, cái bắt đầu muốn phát lên mà phát. Mà dám giả luôn bà tổ cô luôn mà ra múa men. Ta niệm Phật múa rồi cũng giống lắm á. Mà nói chuyện, nói dòng họ là nói người nào người nãy là nói đúng hết luôn chứ không có nói sai, không phải nói tầm bậy nha. Rồi nói đứa nít nữa, rồi xong rồi lúc thì nói cái ông đó, chân mày dài vậy nè, râu dài vậy nè, 100 tuổi gì rồi. Có người thì coi nói cổ quyền ông bà đời trước có làm thầy á, lớn lắm giờ vậy đó. Cổ quyền thì giờ thờ lại biết bao nhiêu lần. Thờ đi thờ lại là xong. Như đi coi thầy này đổi cái lên thầy khác, lên thờ thượng trang lại. Đi bệnh nó coi bệnh nó có căn tổ cô á, ngáp nước mắt chảy á. Cổ quyền này thờ là mấy lần rồi, đợt giờ anh Cộng thờ rồi đợt... Chị có bầu, chị không có bầu, tôi gom tôi xào một chảo hết chứ đừng, tại chị có bầu tôi ớn chứ không có bầu đi, tôi gom tôi xào cái một chút xíu binh gia đó tiêu hết chứ đừng nó ở đó giả. Không biết có căng sao ngồi ngáp quá trời. Chị có bầu, thì giúp tôi có bầu thôi, nhưng yên tâm ở đây giúp là ổn thôi chứ không có bầu hả, giúp cho nó xanh nở trời ơi cho nó khỏe khoắn. Gì mà giờ đâu có nằm được đâu thầy, nằm là cái đầu ha, nằm xuống gì là cái đầu nó đâu cũng chịu được đâu, khó chịu lắm, nó giật à. Là làm sao coi ai mà giả danh quá coi khỏi giả danh, đừng sợ, có gì đâu sợ. Đó, ngon, cái đấy, cái luôn hả? Vô đó, bật lên luôn. Lên đi, đủ điện lên đi. Ai đây? Ai sát này đây, nói đi. chứ tại vì sao dự nói mình nghe đỡ mà thoải mái nhẹ nhàng không? Dạ thoải mái này. So với lúc chưa thì bạn bây giờ nghe sao? Đỡ rồi, đỡ rồi, tỉnh táo không? Rồi có lời trả lời với thầy không? Cũng cảm ơn thầy lặn lội đường xa tới đây giúp cho hai mẹ con. Nếu bệnh quá. Rồi cái ăn uống vô nuôi bé hả chị?